Chào mừng các bạn đến với kênh Vui Cùng Bè Cá. Mình là Khoa Đăng và đã lâu lắm rồi mình không có ra video mới tại vì mình mắc bệnh việc gia đình. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn một cái video, đó là cảnh quay của hai bông hoa này. Và hai bông hoa này là hoa súng Thái, tên của nó là Bunai, tức là mắt bò. Và cái hình thái này là hình thái ban đầu, hình thái nở đầu tiên của bông hoa. Bông hoa Bunai này giá ở trên thị trường thì nó tầm khoảng 250 đến 300, là đã rất là mềm so với những thời gian trước. Và đây là một bông hoa rất là đẹp và rất là đáng sưu tầm nha các bạn. Nói về bông hoa này thì bông hoa này nó vẫn còn nhỏ đó, so với lại những nhà vườn họ chăm thì cánh hoa nó có thể dài tới 15 hoặc là 17 cm từ đầu này tới đầu này, và bông hoa rất là to. Và cái bông hoa này là cái màu sắc của nó pha màu đỏ với màu hồng, thành thử ra là rất là đẹp. Và cũng tùy vào nhiệt độ và thời tiết, đôi khi cái cánh hoa nó có thay đổi màu một chút. Và dưới cái mạch lá này, mặt lá của Bunai á, các bạn có thể nhìn thấy rằng là nó màu hồng nha. Đó, nó có những cái phớt phớt màu hồng nè, mặt lá ở dưới nè. Rồi, ok. Vậy thì trong video này, trọng tâm chủ yếu đó chính là cảnh khi mà các bông hoa này nở. Và sáng nay 4 giờ sáng mình đã đặt camera, mình quay hai bông này nở rồi. Thì 4 giờ sáng ngày mai mình sẽ đặt camera để quay cái quá trình nở của ngày thứ hai, và các bạn sẽ nhìn thấy cái nhụy này nó khép lại, nó không có mở như thế này nữa nhé. Ok, chúng ta chuẩn bị chiêm ngưỡng những bông hoa này nở nhé.
Đây là hình thái thứ hai của bông hoa bunai này. Các bạn có thể nhìn thấy rằng cái nhụy nó đã khép lại với nhau, và ở phía dưới nhụy có những cái màu vàng rất là đẹp, tô điểm cho cái nhụy màu hồng này. Và cái bông này của mình, để mình coi thử coi là nó đạt được kích thước bao nhiêu nhé. Nếu như đo từ đầu đây 1 cm, nó khoảng 11 cm ấy. Và đây là ngày thứ hai bông nở, thì buổi chiều bông sẽ khép lại, và qua ngày mai bông cũng sẽ vẫn nở giống như thế này, và đến ngày thứ tư thì bông sẽ có xu hướng là khép lại và chìm xuống dưới nước. Nếu như mà bông đã được thụ phấn thì nó sẽ tạo quả, còn nếu không thì nó sẽ héo dần và rã. Nó rã. Và mình sẽ kết thúc video ở đây, tại vì còn phải dành thời gian để quay những cái bông hoa khác nữa. Ở bên vườn của mình còn có đa sắc hồng, đa sắc tím và khao hình sơn. Mình đang rất là nóng lòng để quay những cái bông hoa đó, nên là video sẽ kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.